thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Vâng, thưa quý vị, thật sự là Khang rất là xúc động khi nghe ca khúc này. Bây giờ đây thì để cho quý vị có thời gian chấm điểm, 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo, thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng làm quen với lại 6 bạn nhỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai đứng ở vị trí số 1, mặc áo dài rất là dễ thương. Xin chào con. Dạ, con chào chú. Con giới thiệu cho mọi người đôi nét về mình, con tên gì, con đến từ đâu? Dạ, lời đầu tiên con xin gửi đến các quý vị ban giám khảo, các quý vị ban tổ chức và các quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Nhật Minh và năm nay con 12 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thế thì ước mơ của con trong tương lai là con muốn làm gì? Dạ, ước mơ của con là làm ca sĩ ạ. Ca sĩ đúng không? Dạ. Thế thì cho chú hỏi là mẹ có vai trò quan trọng như thế nào, mẹ ảnh hưởng như thế nào với cuộc đời của con? Con không thể nào mà kiếm được người mẹ thứ hai. Mẹ con luôn có mặt trong luật cuộc đời của con. Và con có một điều ước là con và mẹ của con sẽ sống mãi bên nhau trọn đời. Rất là xúc động đúng không ạ? Con là cái người mà gây được cái cảm xúc cho chú khi mà con hát nghe cái câu đầu tiên. Con hát rất là cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chàng trai này. Thì có lẽ là quý vị không còn xa lạ gì. Tại vì chú Khang đã gặp con chắc nguyên một mùa luôn rồi. Cho nên nhưng mà hôm nay chú thấy con cao lớn hơn, nhổ giò hơn rất là nhiều. Con giới thiệu về mình đi Vĩnh. Con xin chào ba vị ban giám khảo ạ. Và con xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Nguyễn Đức Vĩnh. Hiện nay con là học sinh lớp 8 ạ. Đức Vĩnh, con quê của con ở đâu Vĩnh? Quê của con ở Bắc Ninh ạ. Thưa quý vị, đây là cậu bé đến từ Bắc Ninh. Và có một niềm đam mê rất là đặc biệt đối với quan họ. Đúng không con? Và nếu mà chú nhớ không lầm thì mẹ con là người đã luôn đồng hành cùng với con để con có thể tập hát và hát được quan họ Bắc Ninh. Thì hôm nay thì có một điều là cậu bé này đã lớn hơn rất là nhiều, cho nên là cũng đã bị vỡ giọng. Cái giọng nó cũng khác ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà không biết là chú có thể mời Vĩnh hát một đoạn dân gian đương đại cũng được. Con xin hát gửi đến mọi người một ca khúc dân ca đương đại mang tên Ngậu Hương Sông Hồng ạ. Tôi ôm con sao bé bỏng của tôi lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu theo cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng và gió. Cô sống sương sương bọt gió, cô sĩ thương ai lội sông, lội sông tìm ai. Đây là chàng trai mà đã lấy nước mắt của tôi ít nhất 2 lần khi mà trên sân khấu để nghe phần thể hiện của bạn. Và hôm nay thì gặp lại con, chú rất là vui chào đón con đến với chương trình Người Hát Tình Ca. Và chắc chắn là mẹ của con cũng rất là hạnh phúc với những gì mà con đã cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn con. Và đây là một cậu bé mà có lẽ là chú cũng rất là ngưỡng mộ con vì cái sự hiếu thảo của mình. Con có thể giới thiệu mọi người đôi nét, con tên gì và đến từ đâu không? Dạ, con xin kính chào ba vị ban giám khảo và toàn thể các khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Minh Nhật và năm nay con 15 tuổi. Nhật có thể cho mọi người biết là ước mơ của con là con làm gì và mẹ của con có vai trò quan trọng như thế nào với cuộc đời của con không? Dạ, ước mơ của con là trở thành một ca sĩ và có thể thay thần mẹ con đều được bình an.
Vâng, thưa quý vị, ba của cậu bé này đi chạy xe ôm. Và chàng trai này thì khi tham gia một cái cuộc thi thì ước mơ là sẽ có được tiền để mỗi ngày chạy thần cho mẹ. Thì cái câu chuyện của bạn thì nó cũng thật sự là rất là xúc động. Mà khi mà cá nhân của Nguyên Khang khi đọc cái bài viết về bạn và biết bạn tham gia một cuộc thi âm nhạc trước đó thì đã rất là cảm động. Và ngày hôm nay thì chào đón con đến với chương trình của Người Hát Tình Ca. Và chắc chắn một trong những cái điều khiến chú cũng rơi nước mắt là tại vì hôm nay con là một trong những người đã mang đến cái cảm xúc cho chú rất là mạnh với ca khúc về mẹ như thế này. Cảm ơn con rất nhiều. Xin chào con. Dạ, con chào chú. Con giới thiệu Modenex với mọi người, con tên gì đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin gửi đến quý ban giám khảo, quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Phương Trúc, năm nay con 13 tuổi. Ước mơ của con là gì? Dạ, ước mơ của con là được trở thành ca sĩ. Người mẹ có những cái kỷ niệm nào gắn bó với con như thế nào trong cuộc sống? Dạ, mẹ là, đối với con, mẹ là người quan trọng nhất. Tại vì mẹ luôn ủng hộ con trong con đường âm nhạc. Và mẹ luôn bên cạnh hỗ trợ. Và mẹ rất là quan trọng đối với con. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ. Xin cảm ơn con. Đây là cô bé mà có thể nói là cái mái tóc dài của bạn ấy là có điểm rất là thu hút với Nguyên Khang. Chào con. Dạ, con chào chú ạ. Con giới thiệu cho mọi người đôi nét về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho con cái kính gửi đến quý vị ban giám khảo và các quý vị khán giả ạ. Dạ, con tên là Trần Châu Kim Anh và năm nay con 13 tuổi ạ. Con 13 tuổi đúng không? Kim Anh, hôm nay thì khi mà con hát ca khúc Cảm Xúc, Nhật Ký Của Mẹ thì cái điều gì con suy nghĩ về mẹ của mình? Dạ, đối với con thì mẹ là người quan trọng nhất đó đấy con. Và mẹ là người đã sinh con ra. Và con rất là thương mẹ con. Và mẹ con lúc nào cũng phải dành dụm tiết kiệm này nọ để mua đồ đẹp cho con hoặc là... Và lo cho con ăn học đúng không? Đến nơi đến chốn đúng không? Thật ra người mẹ nào trong cuộc sống thì cũng mong con mình những cái điều tốt nhất. Và hôm nay con hát ca khúc về mẹ cũng rất là cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Và đây là một cô bé mà có thể thấy là trong phần trình bày vừa rồi, cô bé rất là giản dị. Chào con giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, lời nói đầu tiên, con tên là Nguyễn Phản Ngọc Giàu. Con xin kính chào ba vị ban giám khảo và quý vị khán giả đang xem ở đây và đang xem trên màn ảnh nhỏ ạ. Con tên là Nguyễn Phản Ngọc Giàu, năm nay con 11 tuổi ạ. Con có biết là một trong cái những điều đặc biệt của con là gì không? Là giọng nói với giọng hát của con khác biệt nhau. Hồi nãy con hát giọng khác và con nói bằng giọng rất là đáng yêu. Con có thể cho mọi người biết cái cảm xúc của con khi mà hôm nay con hát ca khúc Nhật Ký Của Mẹ không? Cảm xúc của con là khi con hát những câu đó thì trong lòng con nó rất là thương mẹ, bởi vì là mẹ là người luôn luôn ủng hộ con trong tất cả các công việc con làm. Như là khi mà con đi học về á, con được điểm cao thì mẹ cũng rất là vui. Nhưng mà khi con đi học về mà điểm không được như mong đợi con á, thì mẹ con cũng cố gắng ủng hộ con. Và con suy nghĩ đến những lúc đó con cảm thấy rất là thương mẹ, bởi vì mẹ luôn luôn ủng hộ con. Mặc dù con có làm việc gì sai đi chăng nữa thì con vẫn là con của mẹ. Và mẹ luôn tận tình giải thích cho con là cái đó như là như thế nào, và cái đó có tốt cho mình hay không. Và mẹ luôn chỉ con lại những thứ con sai. Cảm ơn con rất là nhiều. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa làm quen với lại 6 bạn nhỏ trên sân khấu này. Và lúc này đây chúng tôi xin mời những cái chia sẻ từ phía ba vị giám khảo đang có mặt trên hàng ghế của mình. Thôi cho con xin phép á. Khi mà nghe bài hát này á, thì chú thấy các con á, mỗi người có một cách kể và hát về mẹ một cách khác nhau. Bạn Minh Nhật có một giọng hát già dặn hơn và rất là dày. Khi nghe thì chú cảm thấy cái tình cảm của con dành cho mẹ rất là nặng, rất sâu, rất đậm. Giọng ca của con cứ giữ cái nét như thế này thì chú bảo đảm với con là con sẽ trở thành một ca sĩ và sẽ rất là thành công. Cảm ơn chú. Và bạn Đức Vĩnh, có thể là vì em đang bị bể giọng phải không? Cho nên là có những cái đoạn mà khi mà xuống thấp chú cảm thấy là con nó hơi chân vân một chút. Nhưng đến cái đoạn mà lên cao một chút chú mới thấy được cái bé Đức Vĩnh ngày xưa đó, rất là dễ thương. Còn bạn Nhật Minh thì giọng rất là nội lực nha con. Con hát rất là khỏe. Cách hát của con thì chú cảm thấy là nếu mà con hát về mẹ mà con hát nhẹ nhẹ một chút xíu lên thì nó sẽ hay hơn.
Còn ba cô gái, chào ơi, tao nói nó dễ thương chi mô. Ba cô gái, con nhìn cho cô nói đi. Rồi, cảm ơn Hà. Thế này, để cô Ý Lan nói về Ngọc Dầu trước nha. Ngọc Dầu, tiếng hát của con thì nó rõng rạc và nó sáng rất là tốt. Nhưng mà khi mà cái đoạn mà con bước xuống để con hát ở dưới này đó, con đi như là model. Con đi những cái bước đi rất là đẹp mà có chuẩn bị. Cho nên cô khen con là con đã chuẩn bị cho phần trình diễn của mình rất là kỹ lưỡng. Cảm ơn con với tất cả cái tình thương dạt dào con đặt vào từng câu hát của bài hát này. Dạ con cảm ơn cô ạ. Đáng lý là phải cháu cảm ơn bà thì đúng. Dạ. Thôi không sao đâu, không sao. Lâu lâu cho bà trẻ chút xíu thì cũng được, không sao. Giờ bây giờ cô nói đến Kim Anh. Kim Anh lúc nãy nói bao nhiêu tuổi cưng ha? Dạ con 13 tuổi ạ. Cô yêu cái tuổi 13 của Kim Anh. Bởi vì khi Kim Anh hát, Kim Anh cho cô tất cả những cảm xúc cao độ nhất trong 6 thí sinh ngày hôm nay. Khi mà Kim Anh cất tiếng hát, cái tình cảm mà Kim Anh lột tả qua bài hát này, nó có một phần nào đó sự chín chắn. Cô chúc mừng cho phần trình diễn rất đẹp của con vừa qua. Dạ con cảm ơn cô ạ. Bây giờ mình nói đến Phương Trúc. Thật sự ra cô nghĩ hôm nay đã ba cháu gái của cô rất là đặc biệt, mỗi người một phong cách hát và trình diễn khác nhau. Cô tin rằng là ba con sẽ đứng vững và sẽ đi sâu vào thêm được vòng trong. Xin được cảm ơn danh ca Ý Lan. Và bây giờ xin mời thầy giám thị. Các con quá là tuyệt vời. Nãy giờ ngồi nghỉ hoài, không biết là bạn nào có thể ra đi được. Bởi vì không muốn ai ra đi cả. Ba bạn nữ, ba bạn nam ở đây, ai cũng tuyệt vời hết. Không biết ai sẽ là người chia tay, nhưng mà chắc chắn là người chia tay này, dù là ai chăng nữa thì cũng sẽ thành công trong tương lai. Chúc mừng các con. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây chúng tôi đang chờ đợi kết quả tổng điểm từ phía 100 khán giả và ba vị giám khảo. Kết quả của chúng tôi chính là thưa quý vị, một điều bất ngờ, một sự phá lệ của ban tổ chức và ban giám khảo của chúng tôi sau khi hội ý là do các thí sinh của chúng ta thể hiện rất xuất sắc, nên chúng tôi đã quyết định sẽ thay đổi điều lệ là sẽ không loại bất kỳ bé nào trong 3 vòng thi đầu tiên. Đây là một điều chưa từng có của chương trình Người Hát Tình Ca 2019 của chúng ta trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sau 3 vòng thi, chúng tôi sẽ chia tay cùng lúc 3 bạn. Và 3 bạn còn lại sẽ bước vào vòng thi đơn. Như vậy lúc này đây thì chúng tôi không muốn tạo lên áp lực đối với các bạn thí sinh của chúng ta. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng tôi không thể để 6 bạn của chúng ta thi cùng một lúc. Và cho nên là các bạn ở 2 vòng thi tiếp theo cố gắng, bởi vì chúng tôi vẫn tính điểm của tất cả các bạn. Được không ạ? Hãy cho chúng tôi thấy một tràng pháo tay lớn hơn nữa cổ vũ cho các thí sinh. Và bây giờ chúng tôi tin chắc là việc không loại các thí sinh ở vòng thi đầu tiên đã tạo cho các bạn một cái sự nhẹ nhõm hơn, bớt áp lực hơn. Hãy cố gắng thể hiện hay hơn nữa nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Người Hát Tình Ca. Trên có hai người.
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Ngựa Ô Thương Nhớ với phần thể hiện của 6 bé trên sân khấu. Một không khí rất sôi động và đã khuấy động được không khí của chúng ta. Và ngay bây giờ đây sẽ là lúc mà 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo sẽ đưa ra những điểm số dành cho những thí sinh. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin được cảm ơn ba giám khảo và 100 khán giả có mặt tại trường quay. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo. Wow, cảm ơn các con rất là nhiều để mang lại không khí vô cùng là sôi động, vô cùng là tuyệt vời. Và chúng rất là phục các con. Các con nhớ bài, nhớ cấu trúc bài. Bài này thật sự nó cũng khá là phức tạp. Để ca sĩ chuyên nghiệp nhớ được khi nào là nảy, khi nào là chuẩn bị kết, khi nào nhấn nốt nào. Thật sự là rất là nhiều cái để nhớ trong bài hát mà còn phải chia câu, rồi còn phải là đợi coi giám khảo nhấn nút coi ai hát nữa. Cho nên thực sự là người lớn cũng gặp khó khăn, chứ đừng có nói là ở tuổi con mười mấy tuổi. Và chú thích nhất là các con ở bài này hình như là qua bài đầu tiên rồi, bài thứ hai mình relax hơn, mình thoải mái hơn rất là nhiều, đưa cá tính của mình vô nhiều hơn, không có ém mình lại như bài đầu nữa. Đặc biệt là chú rất là thích Nhật Minh. Cái phần mà câu intro á, mọi người hát sao cái con áo lên cái gì đó đó, có chút cực kỳ mê con đó luôn. Và con nhảy và con diễn với bạn kế bên này kia nữa. Thôi chú không có nhắc từng người nữa, bởi vì là cả 6 người đều rất là tuyệt vời. Cảm ơn con rất là nhiều. Thì cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Tiếp theo chúng tôi xin mời ca sĩ Vũ Hà. Liệu là đàn ngựa của chúng ta có về đến đích chưa? Cái bài đầu thì các em còn đang rụt rè và hát rất là tình cảm. Nhưng qua tới cái bản thứ hai, ôi chao ơi, nó sung. Thích nhất cái áo. Đó. Với gương mặt hiền hiền, dễ thương giống như là con á cô. Nhưng ở bên trong là nội lực. Đó. Nhìn ngoài bình thường thế thôi, bên trong tao nói... Quá chừng. Hừng hực làm sao. Còn bạn Đức Vĩnh, bạn ấy là người Bắc Ninh, cho nên khi mà hát cái câu và tiếng Bắc nghe rất đã và luyến lấy rất là tốt. Còn bạn Minh Nhật với cái giọng rất già dặn đấy và hát chắc nhịp và đặc biệt là rất là chuẩn. Anh rất là thích cái giọng hát của em. Anh rồi, mới cháu, mới chú rồi giờ anh rồi. Loạn hết cả lên rồi. Cũng là cái tên mà hôm nay con với cô nói đấy, sau đây. Đấy, hôm nay tại... nó bảo con là làm 10 năm về trước. Xong bây giờ tôi khổ quá mà. Khi mà ông bước ra, ông tự nhận ông là lớp trưởng của cái lớp đó thì hình dung ra tôi xác định cái vai trò của ông là chỉ hơn các bạn nhỏ có vài tuổi. Cái bây giờ ông xưng loạn danh xưng hô, ông cũng đổ lỗi cho MC. Bởi vì tôi nói MC của chương trình này khổ lắm quý vị ơi, khổ lắm. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời anh là chúng ta đang là đại từ xưng hô là chú hay là anh hay là bé. Thế theo quý vị khán giả thì em nên làm cái gì ạ? Thế anh hay chú? Đấy anh thôi nhá, anh thôi. Anh khuyên các em nhá, cứ hát như thế, cứ mộc mạc như thế. Còn ba cô gái, ôi giời ơi, con gái thì cô nói đi. Trò này cũng hơi lạ ha. Thật sự ra đó, cô nghĩ rằng là bé Ngọc Dầu. Trời ơi, con là cả một cái ánh sáng của cái sân khấu. Con hát rồi con có nhiều năng lượng mà con hát leo lên cái octave trên luôn. Cho nên cái giọng hát của con nó khỏe mà nó sáng rực. Cô rất thích cái màn trình diễn của con. Cảm ơn con lại thêm một lần nữa cho cô thêm cái sự khó lựa chọn. Cảm ơn con rất là nhiều. Dạ con cảm ơn cô ạ. Và bé Kim Anh, cô gái 13 tuổi của cô, vẫn phong độ đó, vẫn dịu dàng, đẹp. Nhưng trong tiếng hát của con, mỗi một nốt con hát ra, cô nghe được tất cả những kỹ thuật mà con đã có sẵn ở cái độ tuổi của con. Một người ca sĩ lớn, tuổi chuyên nghiệp, chưa chắc gì đạt được những cái nơi mà con đang đạt đến. Cảm ơn con và cô rất mê phần hát vừa rồi của con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Phương Trúc, con cũng thế. Những cái phần trước của con hát tốt. Thế nhưng mà nó không có cho cô được cảm nhận được là con có cái... mạnh dạn trong cái phần trình diễn của con, có cái nội lực trong tiếng hát của con. Nhưng lần này qua bài hát này, cô nhìn thấy rất rõ, lại càng tăng thêm cho cô cũng như ban giám khảo sự khó khăn trong cái việc lựa chọn nữa. Cô chúc mừng con rất là nhiều trong phần trình diễn vừa qua. Dạ, con cảm ơn cô. Các con là những người trẻ tuổi mà sao có thể làm được những cái điều
mà tất cả mọi người trong căn phòng này ngày hôm nay phải nói rằng là chúng tôi có một năng lượng và luồng điện rất là mạnh trong phần trình diễn của các con. Xin cảm ơn danh ca Y Lan. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 của Người Hát Tình Ca. Bản đơn trước công ngã nên còn trẻ con từ rừng ra chứ vớt với người rất ham ăn với lại ham chơi. Vội con ơi, màu lớn nhanh con đôi ngà to, có sức đi khắp miền rừng xa kêu vó cho buôn làng của ta. Chú voi con thật là khôn, quen theo gì khắp vùng bản đôn, đầu gật gù lúc lắc chiếc vòi, khéo đung đưa theo nhịp trên vui. Vội con ơi, mau lớn nhanh có thân mình to, khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi, góp sức xây buôn làng đẹp trẻ con từ rừng ra chú đến với người rất ham ăn với lại ham chơi. Với con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có sức đi khắp miền rừng xa, kéo vô cho buôn làng của ta. Với con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có sức đi khắp miền rừng xa. Voi cha, voi anh, voi em. Ý mà chú thấy hình như thiếu voi mẹ đúng không? Sao voi mẹ đâu con? Voi mẹ đâu? Có bạn nào biết không? À, voi mẹ ở đây. À, voi mẹ ở đây để nhún nhảy đúng không? Rất là đáng yêu. Cái bài này á, không biết là cái phiên bản này nó mới hay sao mà anh Dũng có thấy khác không? Tại vì cái khúc đầu á thì em nghe rất là quen. Nhưng mà cái khúc sau hình như là nó hơi thay đổi đúng không? Hơi có một cái biến tấu đúng không? Thưa quý vị, theo như Nguyên Khang vừa được nhạc sĩ Vũ Quốc Việt Alo thông báo thì anh đã viết thêm cái phần thứ hai cho cái bài Chú Voi Con ở Bản Đôn. Nên đó là lý do tại sao mà Nguyên Khang nghe rất là lạ. Nhưng mà hay. Dạ, rất hay đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà chú Voi sau một thời gian sống ở Bản Đôn quen với mọi người thì chú đã viết tiếp câu chuyện của mình ở phần 2. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Rồi mời các con chúng ta về chỗ của mình. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo và 100 khán giả có mặt tại trường quay dành cho 6 cái chú voi con ở thành phố Hồ Chí Minh này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được mời voi anh. Voi đây, voi anh đây. Mời voi anh nhận xét cho đàn voi em. Nói thật luôn, ba con voi nam và ba con voi nữ. Anh ơi, voi đực chứ. Vâng. Voi đực, voi cái. Ba con voi đực ơi. Mấy em hát mà anh cứ tưởng tượng là mấy em rủ cả voi mẹ. Voi anh. Voi... voi giám thị. Voi giám thị. Voi giám thị. Lên rừng. Và đặc biệt là khi anh thích nhất là cái đoạn khi mà phía được chú Vũ Quốc Việt viết lại và khi được biến tấu lại thì các con hát. Không biết giờ phải biết nói sao vì sáu giọng ca không biết chấm sao luôn á. Nó đều nhau. Mới đầu nghe bạn Minh Nhật biến tấu thì ôi chết cha, hay quá. Xong cái tự nhiên tới cái khúc mấy cô bé này làm cũng hay quá. Xong rồi đến khúc này tới này sáu giọng ca, không có giọng ca nào mà cảm thấy mà bình thường hết trơn á. Không anh bình thường luôn, hay đến độ không bình thường. Anh cảm thấy anh rất là vinh dự khi được làm anh của sáu con voi này. Đây là sáu giọng hát phi thường. Voi mẹ nói đi. Không, thật sự ra bài hát này lần đầu tiên cô mới được nghe. Mỗi một em ở trên sân khấu đã trình diễn hết sức mình. Các em làm rất đẹp và rất trọn vẹn cho cái phần trình diễn của mình. Là một màn mà không thể nào mà ai có thể ngồi yên. Nếu không nhúc nhích cái bàn chân thì cũng phải nhúc nhích bàn tay. Nếu không bàn tay thì phải cả người như là cô Ý Lan vậy. Cảm ơn các em rất nhiều trong phần trình diễn vừa qua. Cô ơi, hồi nãy đó, không chỉ cô nhúc nhích toàn thân đâu mà cái người ngồi kế bên cô còn nhúc nhích cái lỗ tai nữa. Có không? Có, thầy giám thị. Ôi trời ơi, thầy, làm sao mà con đứng lỗ xa như nữa. Vậy mà nhìn thấy cái lỗ tai nhúc chùm, nhích là giỏi. Chùm soi mà cô. Chùm soi hả? Chùm soi. Rồi xin mời thầy giám thị nhúc nhích lỗ tai nhận xét về tiết mục này. Bình thường giám thị là mang bị mang tiếng rất là khó chịu. Cái gì cũng soi rất là kỹ. Nhưng mà thật sự là với cái bài hát này là chú Dũng không có biết soi chỗ nào nữa hết. Thật sự không enjoy có soi quá, được ha. Và đặc biệt là phải cảm ơn anh Việt. Cái phần sau của anh viết rất là hay. Và đặc biệt là đoạn cuối á, cái đoạn mà để cho các chú voi và cô voi này là cùng nhau, mỗi người nối một câu, nối một câu, nối một câu. Nó tầm cái bài hát trở nên là một sáu người không có thi đối chọi với nhau mà là cùng hát với nhau. Và tụi con tận hưởng cái bài hát của mình, tụi con vui. Và cái năng lượng rất là quan trọng, nó làm cho mọi người ở đây ai cũng vui theo hết. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là cái số điểm mà 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay đưa ra. Và như chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, đây là một đêm thi vô cùng đặc biệt khi mà chúng tôi đã quyết định không loại, không chia tay bất kỳ thí sinh nào của chúng ta ở vòng 1, vòng 2 và vòng 3. Tuy nhiên, theo như định dạng của chương trình thì chúng ta sẽ phải bắt buộc chia tay 3 bạn. 3 bạn chia tay với chúng ta không có nghĩa là các bạn dở nha, không có nghĩa là các bạn hát không hay, mà là tại vì chúng ta cần 3 bạn xuất sắc hơn để thi vòng thi hát đơn. Cho nên cứ nghĩ một cách nhẹ nhàng, đây là một cuộc chơi chứ không phải đây là một cuộc thi nha các con nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, 3 gương mặt mà chia tay với chúng ta có số điểm tổng điểm lần lượt là 107,4, 110,6 và 113,5. Và xin được chúc mừng 3 gương mặt có số điểm cao nhất ở vị trí thứ nhất với số điểm cao nhất 116 điểm. Xin được chúc mừng, đó chính là Minh Nhật 115,7 đứng ở vị trí thứ hai. Xin được chúc mừng. Vĩnh. Như vậy là chúng ta đã có được 2 gương mặt là 2 chàng trai đã giành được chiếc vé đi tiếp. Kết quả tiếp theo, gương mặt thứ 3 sẽ đi tiếp trong phần thi hát đơn. Chúng tôi xin chúc mừng với 113,6, nhỉnh hơn một chút so với bạn đứng ở vị trí thứ 4, chỉ có 0,1 điểm thôi. Nhưng mà bạn đã thể hiện tốt hơn và nhận được điểm số bình chọn của khán giả cao hơn. Xin được chúc mừng gương mặt thứ 3, đó chính là Kim Anh. Như vậy chúng tôi cảm ơn rất nhiều 3 bạn nhỏ, 3 bạn voi dễ thương của chúng ta. Cảm ơn Nhật Minh, Phương Trúc và Ngọc Giao rất là nhiều nha. Tụi con hôm nay hát rất là tốt. Và chú Khang nghĩ là chúng ta đã có những cái kỷ niệm cực kỳ đáng yêu nha. Cho chú Khang ôm cái 3 bạn nè.
các con rất là nhiều. Rồi bây giờ thì chúng ta ôm nhau một cái để động viên tinh thần của ba bạn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vòng 4, vòng thi đơn của chương trình Người Hát Tình Ca 2019. Cuộc sống với vòng quay của bánh xe thời gian, để một ngày chúng ta chợt thảng thốt nhận ra rằng mái tóc của mẹ đã điểm pha sương, đôi tay đã gầy guộc, vầng trán đã hằn những nếp nhăn, rồi chợt chúng ta tự hỏi rằng chúng ta đã làm điều gì cho mẹ của mình chăng? Rất nhiều người muốn làm nhiều thứ cho mẹ của mình, nhưng mà chúng ta đã không biết trân trọng cái thời gian, để rồi một ngày chúng ta chợt hối tiếc khi mẹ đã già. Những cái tâm sự thổn thức ấy với một câu chuyện về một người con, với những cảm xúc chân thành dành cho mẹ của mình, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lặng Lẽ Mẹ Tôi qua giọng hát đầy cảm xúc của Đức Vĩnh. Hát ta quên mình có mẹ một ngày.
cánh cò cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cá. Bốn mùa gió xin chúc mừng Đức Mịnh. Cảm ơn bạn Viu Long. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Lặng lẽ mẹ tôi, với một cái khúc tự sự của thí sinh Đức Vĩnh qua phần thi của bạn. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo cho ca khúc này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần chấm điểm của quý vị. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo dành cho thí sinh Đức Vĩnh. Xin mời cô Ý Lan. Bài hát này khi Đức Vĩnh bắt đầu cất tiếng hát, cô nghe được đôi ba câu là bắt đầu muốn được nhắm mắt lại để cô cảm nhận được tất cả những tình cảm mà con đặt vào trong bài hát này như là một tâm sự của chính mình. Con hát lên những tâm tư của một người con. Có một điều mà cô muốn nhắc nhở con là cứ mỗi một cái chữ đầu tiên là có lúc, phải không? Thì cô để ý con hát bằng dấu nặng. Con đã hát được chữ có lúc. Con hát được chữ đó không? Con hát lại cho cô nghe. Có lúc. Cô thích như thế hơn. Thay vì con cho dấu nặng rồi con mới lên cái dấu sắc. Có lúc. Có lúc. Cứ mỗi một chữ con như vậy thì trước tiên là nó đổi cái ý nghĩa, cái dấu của cái câu, cái chữ hát đó của mình, người ta nghe không được rõ. Người ta muốn con nghe là con nói là cỏ hay là có hay là cỏ. Thành ra con nên rõ ràng giùm cô là con nên lên thẳng cái chữ có lúc thì nó sẽ đẹp lắm. Cô chỉ nhắc con thế thôi, chứ còn tất cả cái bài hát này với tâm tình của con nó đẹp sẵn rồi. Chia vui với con trong phần trình diễn vừa qua. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Xin mời ca sĩ Vũ Hà. Dạ cô ơi, tại vì em con á, nó yêu mẹ cho nên nó nức nở. Nó nức nở cho nên nó mới cỏ lúc. Em ơi, với tầm tuổi này mà hát một bài hát như thế này rất là khó. Bản thân anh, ví dụ mà người lớn mà nếu mà không có cái cảm nhận sâu sắc về mẹ và không có cái tình cảm đó thì không thể nào hát được như em. Em xử lý từng chữ và đặc biệt là những cái câu mà em hát nhanh lên một chút, nó nghe nó đã lắm. Anh cảm giác giống như là một người kể chuyện, một câu chuyện về mẹ. Qua cái giọng hát của em thì anh tin chắc rằng những ai đang còn có mẹ, họ sẽ nhìn lại là mình đã làm được gì cho mẹ chưa. Cảm ơn em rất nhiều. Đôi khi thấy anh Vũ Hà tình cảm như vậy lại thấy đáng yêu biết bao nhiêu. Đôi khi thôi nha. Để bây giờ quát lên. Đôi khi thôi đó. Con tức lắm cô ạ. Con đàng hoàng thì nó bảo con là như thế là đáng yêu. Thế như thế nào thì mới là không đáng yêu. Anh ơi, lớp học mình có học trò ngoan, bé nó ngoan. Dạ. Mình giữ lại cái nết của mình nhẹ nhàng một chút. Em cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của anh Hồ Trung Dũng. Chú rất là thích phần trình diễn của con. Con vừa hát câu đầu tiên thôi, mọi người ở đây chứ không mình chú không là đã bị cuốn vào bằng cái sự điềm tĩnh chắc chắn trong từng cái nốt mà con hát. Rất là nhỏ con thôi, nhưng khi mở miệng ra hát thì đặc biệt với bài này, chú lại nghĩ ngay đến cô Khánh Ly. Có nghĩa là nó làm chú rất là confused, làm rất là loạn lên. Nhưng mà loạn ở đây không phải là cái điều xấu, theo nghĩa xấu, mà là ô sao có một cái giọng nó lạ đến như vậy. Có nhiều cái kiểu, màu sắc đó phải không? Cái kiểu rất là lạ lùng và nó mê hoặc mình. Bản thân chú á, thì không còn mẹ. Và nếu mà cho chú cơ hội để nói với ai đó về tình mẹ thì chú chỉ nói rằng là đôi khi á, quan tâm mẹ rất là đơn giản. Không có cần quá nhiều thứ cầu kỳ, không có cần phải mua quà gì ghê gớm cả. Mà là mỗi cái hành động hàng ngày, mỗi cái điều nhỏ nhặt nhất hàng ngày lại là điều mà làm cho mẹ mình vui. Cảm ơn con rất là nhiều khi mà con đặt hết tình cảm của mình và làm cho mọi người một lần nữa nhớ về cái điều đó. Cảm ơn chú ạ. Một lần nữa xin chúc mừng Đức Vĩnh, em đã hoàn thành được tốt của mình. Ai cũng có một quê hương,
Và mỗi một người thì sẽ có những quê hương khác nhau, nhưng mà tình cảm dành cho quê thì luôn đồng đượm và yêu thương. Quê của tôi là hình ảnh của một mái nhà tranh, là hình ảnh của những đơm cá mà mỗi buổi chiều tôi cùng với lũ bạn thường ra bờ sông để bắt cá. Có lẽ những cảm xúc về quê hương ấy luôn ngập tràn, và khi mà chúng tôi rời xa quê thì cái cảm giác nhớ nhung, xao xuyến lại càng bồi hồi hơn. Mời quý vị ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cảm xúc viết về quê hương ấy qua ca khúc Bỏ Quê với phần thể hiện của Kim Anh. Bỏ quê đi rồi.
sống biết được ngay lành. Xa quê cách mái dặm trường, người hai bên nước biết nơi nào buồn vui. Lỡ duyên con gái sang sông, đau lòng em còn buồn chi ơi. Xin chúc mừng Kim Anh và cảm ơn các bạn phụ diễn đã hỗ trợ cho tiết mục này. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những cảm xúc rất ngọt ngào của bé Kim Anh qua phần thể hiện vừa rồi. Và bây giờ 100 khán giả có mặt tại trường quay cùng với 3 vị giám khảo dành thời gian để bình chọn. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ Nguyễn Khai xin mời chú Hồ Trung Dũng. Thực sự là con đã rất là gan dạ khi mà chọn bài hát này ở độ tuổi của mình, cả về cảm xúc lẫn như là kỹ thuật. Và chú thực sự là rất là khâm phục con vì kỹ thuật con đã làm rất là tốt. Bài này cái quãng nó cực kỳ rộng. Và đến phần cuối là con còn thêm cái đoạn ca cổ nữa. Cho nên cái kỹ thuật nó rất là đòi hỏi rất là nhiều và con đã làm được. Thì so với tuổi của con, thực sự là chú cảm thấy con đã làm hơn mong đợi của mọi người. Tuy nhiên nếu mà con chọn bài hát mà nó phù hợp với tình cảm của con hơn, cũng như là đừng có đòi hỏi quá nhiều như vậy. Nhiều khi con bị cái áp lực trong đi thi, mình phải chứng minh được cái bài nó khó. Nhưng mà nhiều khi không cần thiết như vậy đâu. Cái quan trọng đầu tiên là mình phải cảm được bài đó. Cho nên chú thực sự rất là mong một dịp nào khác chú được nghe một bài hát khác mà nó phù hợp với con hơn, để chú được thấy toàn bộ cái năng lực của con có thể thể hiện được. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn chú Hồ Trung Dũng. Và xin được trân trọng kính mời anh Vũ Hà nhận xét cho tiết mục này. Em hát rất hay. Vòng này rồi bây giờ có nói gì nói, anh chỉ góp ý thôi, lần sau nhớ kiếm một bài hát nào đó mà có đi thi á, nó vừa phải thôi. Mình nghĩ sao mình hát vậy? Nhớ nha, đừng đóng vai gì mà hát là chết. Cứ là mình hát nó mới hay. Ừ, thưa quý vị, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng Kim Anh đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn nên mắt mẹ nghe không. Cái cảm giác khi mà bước vào trong chùa vào ngày lễ Vu Lan để cài lên trên ngực áo của mình một bông hồng màu đỏ là niềm hạnh phúc của bất kỳ người con nào, để nói với cả thế giới rằng tôi vẫn còn mẹ. Cho con cõng mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần nuôi con. Xin được giới thiệu tiếng hát của Minh Nhật. Chúc mừng Minh Nhật, em đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều khán giả cũng như là ban giám khảo cho tiết mục này. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay cho ca khúc vừa rồi của Minh Nhật. Thời gian bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, cái hình ảnh mà con gánh mẹ trong cái câu vừa rồi nó thật sự chạm đến cảm xúc của chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì hình ảnh của những người mẹ gánh con trong những cái thúng để đi làm hay là đi ra ngoài đồng đã trở nên rất là quen thuộc. Nhưng mà đôi khi có mấy ai trong cuộc đời mơ ước và tự hỏi rằng liệu mình có thể gánh mẹ được bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chia sẻ của 3 vị giám khảo cho tiết mục này. Hồi nãy thì Nguyên Khang có để ý là cô Ý Lan có hát theo cái ca khúc này và rất là cảm xúc.
À, xin mời cô chia sẻ. Con hát bài hát này với cảm xúc y như những gì mà cô cảm nhận được. Cô đã đứng dậy để vỗ tay cho con. Con đã làm một bài hát, nó đã sẵn đẹp. Bây giờ nó cộng thêm nữa với tình cảm, với sự yêu thương và mong mỏi của một người con làm lại được một điều gì đó cho mẹ mình. Mà bây giờ con còn bé, cho nên có thể là câu cuối cùng của bài hát con chưa cảm nhận được nhiều như cô. Nhưng câu cuối cùng của bài hát đối với cô là một cái điều, cái ý nghĩa đẹp nhất trong bài hát này. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Con cảm ơn cô. Cô chúc mừng con cho phần trình diễn vừa qua. Cô gọi đây là một bài hát và một trình diễn hoàn hảo. Con cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô. Khi mà theo dõi phía dưới hàng ghế thì Nguyễn Khang cũng bất chợt nhận ra được một cái ánh mắt rất là cảm xúc của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng khi mà mỗi Vu Lan thì lại cài những cái bông hồng màu trắng trên ngực áo. Con biết là cảm giác của anh như thế nào khi nghe ca khúc này? Vu Lan thì Dũng thường hay được mời hát ở nhiều chùa để hát cho bà con nghe. Nhưng mà mỗi lần đến mà họ yêu cầu Dũng là hãy chọn cái hoa để mà đeo lên ngực đi đó. Mình không thích điều ấy. Dĩ nhiên là khi mình đeo màu trắng thì mình buồn. Nhưng bù lại Dũng cũng không muốn chứng tỏ cho mình thấy, mọi người thấy rằng là mình đang buồn. Cái điều đó mình muốn giữ cho riêng mình thôi. Còn cái mình mang lại cho mọi người là mình mang đến niềm vui. Và hôm nay thì con đã làm một cái điều cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là con hát một bài rất cảm xúc, rất cảm động, rất buồn ở một nghĩa nào đó. Nhưng lại làm rất nhiều người vui. Và chắc chắn trong đó là có mẹ của con rất là vui. Và, con cảm ơn chú. Và điều đó nó quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác ở đây. Và vì thế chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn chú. Từ nãy đến giờ thì những điều tốt đẹp nhất, những lời khen tặng của hai vị ban giám khảo thì họ nói rồi. Thì anh chỉ nói với em một câu thôi thế này. Với cái tuổi 15 của em á, có cái sự suy nghĩ là sau này sẽ là người kiếm tiền để thay thận cho mẹ. Đó. Không phải là dễ đâu. Anh là người cũng mồ côi mẹ, mồ côi cha luôn. Nên khi mà nghe em hát bài này anh rất là xúc động. Và anh nghĩ đó, em còn có mẹ, còn nói được cái câu là em muốn làm ra tiền để thay thận cho mẹ. Còn anh thì dù có muốn nói câu đó hoặc là muốn mua cho mẹ một cái áo hoặc là tặng cho mẹ một cái gì nho nhỏ cũng không có nói được. Vì mẹ của anh đã mất rồi. Cho nên nếu mà các em mà còn mẹ, hãy nói một câu nói con yêu mẹ lắm, chỉ như vậy hàng ngày thôi là mẹ của mình cũng đã rất là hạnh phúc rồi. Cảm ơn em. Dạ con cảm ơn em cảm ơn anh. Cảm ơn anh Vũ Hà đã chia sẻ cái cảm xúc của mình. Thưa quý vị, như vậy là với tiết mục cuối cùng thì Minh Nhật đã mang đến rất là nhiều cái cảm xúc để chạm đến trái tim của chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay cũng là cái ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì cho phép chúng tôi thay mặt cho ban giám khảo cũng như là ekip của chương trình Người Hát Tình Ca xin gửi những cái lời chúc nồng ấm nhất đến nhờ những người chị, người mẹ. Kính chào các thầy cô cùng quý vị khán giả. Con tên là Huỳnh Đức Thanh, năm nay con 11 tuổi và con đến từ thành phố Đà Nẵng. Nghe là biết Đà Nẵng rồi. Sở thích của con là được đi du lịch. Con đã đi rất nhiều tỉnh thành và sau mỗi chuyến đi thì con lại có những trải nghiệm mới. Sau đây thì con xin được trình bày ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi để kể lại những trải nghiệm thú vị. Ôi Việt Nam. Trời ơi, cưng quá. Tôi muốn lắng nghe tiếng hò reo lớn nữa được không ạ? Hôm nay tự nhiên hai đứa mình mặc đồ đôi luôn, màu hồng giống nhau luôn. Thường thường màu hồng á, dễ thương lắm, đẹp trai lắm đúng không quý vị? Đó, hát hay nữa chứ.
Bạn Thanh của chúng ta đã thiện một bài hát rất là sôi động, rất là cá tính và dễ thương và đầy tự tin đúng không ạ? Thế thì theo chú Minh Xuân ở dưới thấy nha, là đội của cô Tú My và cô Huỳnh Mến đã nhấn chung lựa chọn trước. Thế thì mời ý kiến của đội cô Tú My và Huỳnh Mến. Con ơi, con đúng là một sói ca nhí trong cái chương trình này. Cô rất 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 là thích con. Cô xin phép được lên ôm con một cái được không? Vỗ tay quý vị ơi. Đồng Hương nữa, đến từ Đà Nẵng luôn. Vâng. Đà Nẵng. Đẹp quá. Đẹp trai quá. Ôi, y công tử xứ Hàn vậy đó. Trời ơi, chẳng lẽ giờ anh đầu hàng chứ. Làm sao đầu hàng được, anh có chiến thuật riêng của mình mà. Giờ Đồng Hương nè. Trai xinh gái đẹp nữa. Em biết là anh có dành cũng không có lại rồi em đâu. Xuất sắc luôn rồi. Cho nên này nè, mình dặn qua cái gì. Không được. Tại vì con quá hay con ơi, nên thầy bấm hơi trễ xíu. Nhưng mà sao con hát mấy cái chỗ nhanh nhanh mà rất là rõ lời vậy hay. Hay quá vậy con. Phong cách, cách xử lý bài của con rất là tốt ha. Cái thiếu là dàn dựng sao cho con hấp dẫn, càng ngày càng hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Cái này thì thầy Đại có kinh nghiệm từ mùa trước nữa ha. Nhắc nhẹn câu con ha. Cũng vậy á con. Con hát nhạc trẻ nè. Thì con nghĩ đi, cô với lại chú Đại ai trẻ hơn ai? Em đi về nữa đây. Ok. Rồi, okay, xin mời hai đội mình dắt bây nhau giờ về. Bây giờ con cứ thoải mái đi. Con thoải mái lựa chọn giống như hồi nãy con thoải mái con hát vậy đó. Vì bây giờ con đẹp con có quyền con ơi. Con đẹp con có quyền con ơi. Ơi. Về mọi người ơi. Về thôi. Con mê con quá con ơi. Về dưới luôn đi. Thôi về đi. Khen gì mà kỳ quá. Thầy Đại thấy con rất là đẹp trai. Đó khen là phải như... đẹp trai quá con ơi. Mưa rồi. Người ta nói cũng đúng thôi con. Đúng không? Đẹp trai có quyền. Mình có quyền ở đây là trong chương trình này đã có hai sự lựa chọn đến từ hai lớp học của mình rồi. Cái quyền của mình là được chọn ngược lại. Vậy thì con sẽ chọn lớp học nào? Dạ cả bốn thầy cô thì con đều thích. Tuy nhiên thì chương trình chỉ cho chọn một đội. Cho nên là con sẽ về với lại đồng hương của con là cô Tú My và cô Huỳnh Mến. Ok. Quá yeah. Một lần nữa xin được chúc mừng cho lớp học của cô Huỳnh Mến và cô Tú My. Con xin chào quý thầy cô và quý vị khán giả thân yêu. Con tên là Nguyễn Hoàng Minh Trí, hôm nay con 6 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đến với chương trình thử tài siêu nhí hôm nay. Con xin trình bày ca khúc Đứa Bé. Mặc buồn mệt dài của em rất buồn vì em không biết đi đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em quá cơn đói từng ngày vì em không cha vì em đã mất mẹ. Thương đau vẫn là đau thương em mơ một vì sao dẫn chỉ là dân
chào. Và đây chính là Minh Trí. Trời ơi, đã quá con, thật. Chú ngồi dưới, chú theo dõi con mà. Chú hồi hộp lắm á. Viết xong, con cứ hay lâu quá. Chú sợ là con lên không tới. Trời ơi, mà lên tới quý vị, vỗ tay cho Minh Trí một cái nữa. Hay quá, đọc tay nha. Hoàn thành xong. Con hát cái bài hát này, bản thân mình là có học bài này, có hiểu không? Có hiểu bài này không? Hiểu sao? Nói chú nghe coi. Dạ, con hiểu bài dạy khi chơi tử Việt Nam thì đưa Miro Sa ra. Wow. Cái đó là cách hát, đúng rồi. Tới Việt Nam là đưa ra, đúng không? Để cho nó đỡ, đúng không? Nhưng mà con có hiểu cái ý nghĩa của bài hát không? Hiểu đâu, nói chú nghe coi. Trong đêm một bàn chân bước. Ừ thì trong đêm một bàn chân bước thì biết rồi, biết là buổi đêm là mình bước chân đi ra đường rồi đó. Rồi sao nữa? Con ơi, rồi, sao con nữa, đáng sao yêu nữa? Quá. Mẹ xíu lang thang trên đường. Thì biết rồi, nhìn con nhỏ xíu rồi. Ngồi chơi. Coi như nhà mình đi, ok. Rồi tiếp tục, mình nói cái nội dung này dài lắm mọi người, thiệt á. Phải ngồi xuống mình nói chuyện. Sao? Rồi tiếp tục cái nội dung đó làm sao? Trong đêm bàn chân bước bé xíu lang trên đường. Ánh mắt buồn à. Là lúc đó là con phải làm ánh mắt buồn đúng không? Rồi sao nữa? Mẹ ngoài của em. Lúc đó con làm cái hành động con mệt, con diễn sao? Con mệt làm sao? Con thấy chưa? Nhờ chú đó mà đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Đình đã bấm nút chọn con. Chúc mừng. Cảm ơn thầy con cô. Con ơi, con có muốn bên đây bấm nút chọn con luôn không? Con có muốn không? Con muốn đội không? Của cô Mến với cô Tú Mì chọn không? Nói biết vô nè. Mẹ ăn về đội chú Quốc Đại. Trời ơi, còn nói gì nữa? Lên bưng về luôn đi. Đứng lên, về luôn. Đôi khi có những cái sự bất ngờ kinh khủng khiếp. Còn bây giờ, trước khi mà thi đấu thì chú Minh Sù nhắc nhỏ các con là các con cứ tự tin, bình tĩnh, cứ thoải mái, cứ dễ thương, ngây thơ hồn nhiên như thế và cứ hát hết mình nha. Và bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo, xin mời. Con tên là Huỳnh Thạch Thị Vi. Con xin gửi đến quý thầy cô và quý vị khán giả ca khúc mang tên Mẹ Tôi do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác ạ. Thì Vi, và đặc biệt hơn hết là chúc mừng con với hai sự lựa chọn đến từ hai lớp học của mình ở phía dưới kia luôn. Mời các thầy cô. Cô cực kỳ mê cái màu giọng của con. Tuy nhiên rằng vẫn còn những cái xử lý trong cái những đoạn bỏ nhỏ nè, chưa có tròn trịa lắm. Nhưng mà cô nhìn toàn diện là con rất là tốt rồi. Cảm ơn cô. Con hút được tất cả mọi thứ. Con làm cho cả cái sân khấu đang chuyển động nó lắng lại bằng một cô bé một chút xíu như thế này. Con rất là xứng đáng để có được hai cái sự lựa chọn này. Và cô cũng rất là mong là con sẽ về đội của cô Tú Mi và cô Mến. Cảm ơn lớp học của cô Tú Mi và cô Huỳnh Mến. Còn bây giờ xin mời lớp học của thầy Quốc Đại và Phạm Lịch. Cái tình cảm của con nó đầy quá. Tuy có những cái mà cái lỗi nó nhỏ nhỏ, nhưng mà nó là một cái rất là dễ thương của con nít. Thầy Đại không biết ai dựng cho con ca khúc này, mà thầy Đại khoái dễ sợ khi mà vô những cái đầu tiên. Mỗi lần mà con đắc chữ một cái là thầy chịu không có nổi luôn á. Cái chất nhạt nhẽo của con thì đang rất thiếu bên thầy. Thầy là dân ca với lại thính phòng thì có rồi, mà nhạc nhẹ thì chưa. Sao nhạc gì thầy cũng dành vậy thầy? Cái gì cũng thiếu hết trơn, không biết mấy thí sinh. Bây giờ cô Mi hãy dành đi nè. Con có thích cô Tú Mi không? Dạ thích. Dạ, yeah, vậy con về đâu cô Tú Mi đi. Ủa, đơn giản vậy thôi hả? Ủa lẹ vậy? Tại vì đâu cô vậy luôn hả? Trời, vậy luôn hả? Không hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn. Cô cùng toàn thể quý vị khán giả, con tên là Mai Anh Thư, con đến từ Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay con đến đây con xin trình bày bài hát Con Yêu Mẹ. Tuy rằng con không sống chung với mẹ, nhưng mà thông qua chương trình con muốn gửi đến mẹ bài hát này. Và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Cho con
nhận ra khi niềm tin phôi phai, vì con thức suốt bao năm dài, những lo âu ngày đêm khi nhìn con yếu đuối. Mẹ ơi, mẹ là vầng trăng, mẹ là dòng sông, mẹ là hơi ấm trong đêm lạnh. Tên là Quang Vũ và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và hôm nay con xin trình bày ca khúc được mang tên Và Tôi Đi. Tôi vẫn hay mộng mơ về tương lai nhiều ánh sáng rực rỡ. Đam mê luôn rực cháy, và tôi muốn vươn lên bằng chính hai đôi tay. Bao nhiêu bộn bề lo âu, đường tôi đâu vực sâu khắp nơi, đôi khi lại càng buông lơi, vì tôi mê những thứ không vào đâu. Cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi, rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi, đi, đi. Và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi, đi, đi. Và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Ok, tuổi thơ cùng cha đi đó đây, tôi thường nghe bao bài ca trên xe nào có hay. Đam mê cao khát cùng gió mây, biết điều khi tôi có câu ca này vui để đắm say. Và đôi khi tôi sao lãng về ngày mai, quên đi hiện tại tôi không biết mình là ai. Qua bao khó khăn tôi mới biết được ước ao, bay lên bầu trời cao này cùng với khát khao gió. Bao nhiêu bộn bề lo âu, đường tôi đâu vượt sâu khắp nơi, đôi khi lại càng buông lơi, vì tôi mê những thứ không vào đâu. Cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi, rồi thế đứng lên thêm lần nữa.
và tôi đi, đi, đi và tôi đi, và tôi đi dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi, đi, đi và tôi đi, và tôi đi dẫu cho trong gai về sau sẽ đến nơi chân trời xa với giấc mơ bao ngày qua. Chạy theo khao khát của riêng ta, sẽ hát câu ca đẹp tươi dẫu bước qua bao ngày mưa. Thì giờ đây tôi sẽ bay đi thật xa. Và tôi đi, đi, đi và tôi đi, và tôi đi dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi, đi, đi và tôi đi, và tôi đi dẫu cho trông gai về sau. Ok. Và tôi đi, 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 oh yeah. Và tôi đi, và tôi đi dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi, 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 và tôi đi, và tôi đi dẫu cho trông gai về sau. Và tôi đi. Kính thưa các thầy cô giáo cùng tất cả mọi người, con tên là Vũ Nguyễn Bảo Ngọc, năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Đà Nẵng. Sau đây con xin trình bày ca khúc Giọt Sương. Yeah. Yeah. Có thích bài này, có thích bài này. Anh làm gì vậy anh Đại? Bình tĩnh. Chờ ngày nắng mai, ôi quanh tôi thế giới thật buồn, cho lòng càng tái tê. Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây, ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về. Lòng tôi không bao ước muốn, mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi. Hạnh phúc dẫu thật mong manh, lòng mình yên tôi không tiếc nuối. Bao hận thù chẳng còn trong tôi, và hơn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi. Cùng tôi sẽ tan vào hư vô. Một ngày mai nắng lên xanh màu, là hạnh phúc cũng sẽ tan màu. Dù vẫn biết tôi đành phải xa người, một niềm vui mãi đến cuộc đời biết. Thế nhưng tôi vẫn cười, vì khi ánh nắng chiếu lên tôi, từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi. Gió heo hắt ánh mắt thơ ngây, đang chờ ngày nắng mai. Ôi quanh tôi thế giới thật buồn, cho lòng càng tái tê. Tôi đang nghe đâu cơn gió xuyên qua những đám lá cây, ngồi tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về. Lòng tôi không bao ước muốn, mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi. Hãy giọng to thật mong manh, lòng mình yên tôi không tiếc nuối. Bao hận thù chẳng còn trong tôi, và hận ghen cũng sẽ cứ thế ra đi. Cùng tôi sẽ tan vào hư vô. Một ngày mai nắng lên xanh màu, là hạnh phúc cũng sẽ tan màu. Dù vẫn biết tôi đành phải xa người, một niềm vui mãi đến cuộc đời biết. Thế nhưng tôi vẫn cười, vì khi ánh nắng chiếu lên tôi, từng tia sáng soi nhẹ dàng
Dân làng đi hết rồi, ở đây chỉ có con mà thôi. Con xin tự giới thiệu, con là cô bé Mộng Mơ. À, con giới thiệu cho mọi người nghe nha. Đây là cái giếng thần. Tức là mọi điều ước của mình chỉ cần thi thầm vào trong cái giếng này thì sẽ thành hiện thực. À... Chú mệt không chú? Mệt, con mệt. Con cũng mệt. Vậy nghỉ đi. Nghỉ đi. Ơ bố khoan. Chú là ai? Tại sao lại ở đây? Chú là thủy thủ. Cái tàu chú nó bị đắm ở ngoài đây nè. Chú sửa xong rồi, cái chú tính đi về. Cái tự nhiên chú thấy đói bụng quá, cái chú vô đây tìm đồ ăn. Vậy chú đợi con một chút để con hỏi ý kiến cái giếng thần có cho chú lại không cái đã. Giếng thần? Dạ. Có cho chú lại không? Không. Đó, đâu cho chú lại đâu. Vậy còn chú... giúp tiếp. Chú đi về đây. Ơ mà khoan. Hồi nãy chú nói chú làm nghề gì? Chú là thủy thủ. Thủy thủ? Ừ. Vậy thôi chú đừng có đi, chú lại chơi con đi. Đâu có được, hồi nãy giếng thần đâu có cho chú ở lại đâu. Ủa, đâu có đâu, nó cho chú lại mà. Rõ ràng hồi nãy nó là không, không, đi về đi. Chú lộn mà, để con hỏi lại ý kiến cái giếng thần cái đã. Đâu hỏi lại thử coi. Chú đi hay ở? Đó, chú cho chú lại mà. Cái giếng gì đâu mà lật mặt thấy ớn luôn á. Thì chú ở lại. Ủa mà chú có chắc chú là thủy thủ không? Chú là thủy thủ nha, chú làm hơn 10 năm rồi đó. Chú đi được rất là nhiều nơi luôn. Chú sướng quá à. Con cũng ước trở thành thủy thủ. Con ước mơ trở thành thủy thủ đúng không? Dạ. Lại đây chú hỏi cái này cái. Thôi nghe nè, bây giờ á, con phải trả lời thật lòng cho chú biết. Tại sao con muốn trở thành thủy thủ? Nếu con trở thành thủy thủ, con có thể đi thăm bà con đó nha. Đi thăm bà? Dạ. Ủa mà ba má con đâu mà để bà con lên đên ngoài biển à? Con mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Con nghe ông trưởng làng nói có một con bão đã cuốn trôi gia đình con ra ngoài biển. Bây giờ con không còn ba mẹ nữa. Nhưng mà ông trưởng làng cũng có nói bà con còn sống. Nhưng mà bà con đang ở một đất nước rất là xa xôi. Cho nên con muốn trở thành thủy thủ để được đi tìm bà. Bà của con ở đất nước nào? Dạ, bà con ở đất nước Việt Nam. Việt Nam? Dạ, chú có biết đất nước Việt Nam không chú? Chú nè. Chú không biết đâu, con cứ vô đi ngồi đi, con kể cho chú nghe nha. Ladies and gentlemen, welcome to Việt Nam. Dạ thưa chú, Việt Nam có 3 miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền có phong tục, tập quán và đặc sản khác nhau. Thôi bây giờ con với chú cùng đi qua đất nước Việt Nam. Con làm gì vậy? Dạ chạy xe đạp. Chừng nào mới tới? Đỡ hơn đi bộ chú ơi. Hợp lý, lên xe. Đi. Tới rồi. Xuống xe. Ôi. Tới đâu rồi con? Dạ thưa chú, mình đã tới Hà Nội. Đẹp quá con ơi. Ủa con làm gì vậy? Dạ con đang thi áo dài đó chú. Thước tha ghê vậy đó. Hà Nội đẹp lắm chú ơi. Ê à, cái gì vậy? Hồ Gươm. Đâu? Ô cái gì nữa? Chùa Một Cổ. Đẹp quá. Ô à, cái gì hoài vậy? Hồ Tây. Đâu? Yeah. Hà Nội hả? Người Việt Nam đẹp quá chú ơi. Dĩ nhiên rồi.
Bây giờ mình lên xe mình đi tiếp nha. Dạ, mình sẽ tạm xa Hà Nội, mình sẽ đi vào miền Nam. Lên xe. Hi. Đi thôi nào. Sao lắng lại vậy? Hả? Chú phải ôm chặt con vô. Tại sao phải ôm chặt? Dạ, mình đi qua đại Hải Vân. Hợp lý. Ơi con ơi, con làm gì vậy? Dạ này mình đi qua đèo, mình đi xe máy nó mới đổ chú ơi. Thông minh đi. Con sao vậy con? Con bị say xe quá chú ơi. Rồi đi xe máy cũng say xe nữa con. Dạ. Tới chưa? Ý chú, kia là Huế kìa chú. Huế hả con? Ồ, kia là Đà Nẵng. Ý cầu rồng kìa. Ồ, nhìn cái núi cao cao kìa, đó là Tây Nguyên đó chú. Hèn chi dôi quá trời. Chú đánh không chú? Rảnh rảnh. Chụp hình giùm con đi chú. Rồi quay lại đây chú chụp cho. Ủa chụp con gì vậy? Chụp ngoại cảnh kìa. Ủa mà con chụp ngoại cảnh chi vậy? Dạ em tặng cho bà con. Có hiếu dễ sợ. Đi tiếp nghe. Dạ. Tới rồi chú. Xuống xe. Tới đâu rồi con? Dạ thưa chú, mình đã tới miền Nam. Con mời chú đi theo con. Con mời chú lên ghe. Đi ghe hả con? Dạ. Ủa chứ bị gì vậy chú? Ghe lắc quá con ơi. Ơi con sao vậy? Ghe lắc đó chú ơi. Hợp lý, hai đứa đi chung ghe. Đi. Đi. Ở đây rất là nhiều sông và trái cây đó chú. Đúng rồi, bởi vì đây là đặc sản của miền Tây mà con. Dạ. Cô ba, lấy cho con một trái sầu riêng. Cô bảy, lấy cho con chí chôm chôm. Trời ơi, khách quen mà, bớt đi vậy nha. Chú lấy giùm con chú. Cảm ơn chị Bảy nghe. Ê con ơi, ở đây có hai người thôi, mua nhiều trái cây quá ăn làm sao hết. Ủa đâu mua cho chú đâu, con mua cho bà con. Nó lại có hiếu rồi. Mà con ơi chú hỏi nè, bà con ở đâu vậy? Dạ bà con ở miền Tây. Miền Tây. Ủa sao ở miền Tây mà nãy không đi thẳng tới miền Tây đi ra Hà Nội chi con? Ủa chở chú đi khám phá mà. Trời ơi có tâm ghê vậy đó. Mà con ơi con chèo nãy giờ tới đâu rồi? Dạ tới rồi chú. Trời ơi nó đi ghe mà nó thắng như đi xe vậy đó. Ủa con làm gì vậy con? Dạ con đang cắm xài trên bờ kinh nghe bảy. Ê trời đất ơi. Ủa là nãy giờ mình chèo tới Hậu Giang rồi hả con? Dạ bà con Hậu Giang mà. Mèn đen ơi, dễ thương quá. Xong, mình đã đi qua khắp đất nước Việt Nam rồi đó chú. Trời ơi con ơi, con rất là thông minh. Nãy giờ chú để ý nha, là con là tìm hiểu đất nước Việt Nam rất là kỹ luôn, đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa sao con thông minh vậy, sao mà ai chỉ con mấy cái này? Dạ bà con. Bà, ủa con chưa gặp bà con bao giờ, sao bà con chỉ con được? Bà con viết thư cho con nè. Hợp lý luôn ha. Ý, con, bà con còn dạy con gì nữa không? Dạ, con. Trong cuộc sống này ai cũng phải có một ước mơ. Ừ. Chỉ cần mình biết ước mơ thì mình sẽ được hạnh phúc. Trời ơi. Con ơi, con nói nghe nè. Con rất là may mắn khi mà có một người bà như vậy. Bà con dạy con rất đúng và rất hay. Và hôm nay chú quyết định là sẵn gặp con đây, chú kể cho nghe một bí mật luôn. Bí mật gì hả chú? Đó chính là chú cũng là người Việt Nam. Chú là người Việt Nam. Ủa sao nãy giờ chú không nói? Có cho nói đâu, mới mở miệng đã nó chỉ thẳng vô mặt, nó quy định không biết Việt Nam. Trong khi người ta sinh ra ta lớn là ở Việt Nam. Chú là người Việt Nam. Chú là người Việt Nam, vậy chú cho con đi đi. Ừ, chú thấy là nãy giờ con rất là ngoan, rất là thông minh. Và đặc biệt nha, con là một đứa trẻ rất là biết là cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Cho nên chú sẽ đem con đến đất nước Việt Nam để con tìm bà của con. Dù sao ở đây con cũng đâu còn người thân, đúng không? Vậy bây giờ con chịu không? Dạ chịu. Vậy thì bây giờ mình hãy cùng nhau tiến về đất nước Việt Nam. Yeah. Trời ơi, con lanh quá trời lanh, giờ không biết phải nói như thế nào đây nè. Cái này là nghề của Hương với Nghĩa đó. Chắc chị nhờ nhường lời cho Nghĩa. Nhưng mà chị chỉ có nói một ý thôi, là con có biết công ty Sen Vàng này là một trong những công ty tổ chức thành công Hoa hậu Việt Nam không? Và con là một trong những người ứng viên mà cô nghĩ là con đủ tuổi nên đi thi. Tại cái mặt con đẹp rất là truyền thống. Cái nhất thứ hai nữa là con có năng khiếu. Ngoài diễn kịch thì cô nghĩ con biết nhảy múa. Nếu hát nhẹ nhẹ con cũng sẽ làm được. Rất đẹp, rất xinh. Cảm ơn con. Nhớ nha, hôm nay là con nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 9 tuổi. 9 tuổi vậy cô đợi. 10 năm sau đi thi con. 9 năm đó cũng được. 9 năm sau bằng Trần Tiểu Vi, một trong những công ty uy tín là công ty này tổ chức hoa hậu nha. Rồi còn phần kịch thì chắc để cho chú Nghĩa đi, chú Nghĩa thấy sao ạ? Trong cái nghề diễn á, con biết khó nhất là cái gì không? Dạ không. Là đọc diễn. Tức là diễn một mình trên sân khấu á, một mình làm chủ tất cả mọi cái, mình phải nói về tình huống này, mình ứng phó với tình huống kia, mà phải làm sao để thu hút, phải hấp dẫn người xem không có rời mắt khỏi mình, là bởi vì trên đây không có cái gì khác, cái gương mặt con biểu đạt được tất cả những cảm xúc khác nhau, mà con lôi cuốn tất cả mọi người từ giây phút đầu tiên khi con xuất hiện. Rồi khi mà cái chú Phúc đến diễn cùng với con cũng vậy, chú là diễn viên chuyên nghiệp nhưng mà con không hề bị chú làm mờ đi một chút nào cả. Con vẫn là một cái điểm rất sáng trong cái tiết mục này. Đặc biệt chú thích ở cái chỗ mà con ngồi con nói, con tâm sự về gia đình của con, về ba mẹ của con. Quẹo bi. Con quẹo vô bi đó. Con đang rất là tưng bừng náo nhiệt, con quẹo vô bi cái làm chú Nghĩa với cô Hương cũng giật bắn mình luôn. Sao nó vô bi lẹ ngọt vậy? Với lại rất là khó nha con. Bị gì? Cái tông nói của con đang rất là cao, rất là nhanh, đến khi mà mình muốn dẫn dắt khán giả nghe cái tâm sự của mình thì cái đó rất là khó. Đó với một người diễn viên mà con chỉ là một đứa con nít thôi. Con làm được điều đó. Mà cái chỗ đó con diễn rất là nhẹ nhàng, chứ không có bị sướt mướt. Con bình thản, con nhẹ nhàng lắm. Mà chính cái sự nhẹ nhàng nó làm người xem bị nhói tim. Chứ nếu chỗ đó mà mình diễn, mình khóc lóc hay mình vô nó quá mùi mẫn thì nó lại không hay nữa. Chú Nghĩa coi rất là nhiều bạn nhỏ diễn kịch rồi, trong rất nhiều chương trình. Nhưng mà khi mà các bạn nhỏ nhỏ vậy nè, khi mà diễn kịch tới rất là dễ bị gọi là diễn giả đó. Đúng rồi. Diễn bị giả giả rất là... Cô sợ lắm. Còn con ở đây con diễn thật lắm luôn á. Có những cái tình huống này vô lý, nhưng mà bởi vì con diễn rất chân thật và con tin vào cái điều con đang làm, và con làm cho tất cả mọi người tin theo con, thì đó là cái điều mà rất là tốt. Con làm cho cô Trang cười đó. Cô Trang thú vị. Cô Trang thấy tiết mục này sao cô thú Trang? Thú vị, cô Trang cười. Cái vai diễn của con là nó là cái hình ảnh của cái bạn Moana. Trong cái phim hoạt hình Moana, con có biết cái phim hoạt hình đó không? Dạ biết. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Con ở đây cũng có được tất cả những cái điểm cái cô bé đó. Con rất là lanh trí, rồi con có thể biểu diễn được tốt ở chỗ là con chuyển nhiều màu sắc biểu diễn khác nhau ở trên sân khấu ha. Và cái cô thích là con có tiếng nói sân khấu vô cùng tốt. Giọng nói của con rất là sắc bén và nó phù hợp với tất cả những cái màu sắc cho cái vai diễn của mình khi mà con diễn. Cô rất là thích con và cô thấy con sẽ là một gương mặt ấn tượng của Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 này. Chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Em thì em lại quá ấn tượng với cái lúc mà bạn bước vô, bạn làm MC luôn, bạn giới thiệu ba miền, trời ơi, Nam Bắc. Bây giờ nè, bây giờ con trình diễn xong rồi, bây giờ con thoải mái rồi, tất cả những lời khen dành cho con. Bây giờ con giới thiệu giùm chú cái tiết mục tiếp theo rồi con làm MC luôn. Tôi uống riêng nha con. Rồi rồi, con ngồi đây giúp cô nha, đợi con đợi cô xíu nha. Rồi cô gửi nè. Qua đây. Của cô có một hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con. Mưa bắt từng con
mẹ ơi, tô bún riêu mua đồng, cháu muốn xanh xanh trường năm nào mẹ nấu. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thay thế nào đó để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm, đừng có con đừng nói gì trơn trọi á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, thấy không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về, bà con dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cô đi cái con dòm theo vậy là rớt nước mắt rồi. Nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng. Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà, phải hiểu hết về cái tình cảm nè. Mà bỏ tình cảm qua một bên thì phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Một tràng pháo tay cho Thảo My. Cảm ơn con.
Một tiết mục rất là ý nghĩa đúng không ạ? Cái bài hát này á, mở đầu mọi người thấy là cái âm thanh của nó không có được tốt lắm, bởi vì đây chính là giọng hát của Quang Vy Tuấn Anh lúc còn sống, và đặc biệt hơn hết là ngay cái lúc mà Quang Vy Tuấn Anh bệnh luôn và viết lên bài hát này, mang đến thông điệp đó chính là một cái nụ cười vẫn luôn luôn còn mãi trong trái tim của chính tất cả chúng ta. Một lần nữa một tràng pháo tay cho Thảo My. Và xin được chúc mừng cho lớp học cô Phạm Lịch và thầy Quốc Đại. Còn cảm xúc của ban giám khảo thì như thế nào dạ? Xin mời chị Đoan Trang. Tiết mục rất là hay, rất là giàu cảm xúc. Còn với cá nhân của con á, con có một cái lợi thế quá lớn, đó là con quá dẻo, là một trong những cái cần thiết nhất khi mà diễn đương đại. Cô xem cô cũng cảm nhận được cô Lịch phần nào ở trong đây. Chúc mừng hai cô trò. Cô Việt Hương thì sao ạ? Đối với cô á, nhìn đầu tiên đó là cái hình thể của con không phải là diễn viên múa. Cô nghĩ là cái bé này nó phải ốm cơ, thì con hơi tròn người và con không make up nhiều. Con ngồi dưới con tung cái kim tuyến á, cô cảm giác tới là cái trẻ nó bị kim khuyết á. Thì khi mà kim khuyết là họ sẽ bị thụ động, mà khi thụ động á là họ sẽ hơi tròn, thì họ không có vận động nhiều. Và khi con rắc cái kim tuyến lên á thì giống như là một cái ước mơ á, giống như là mình mơ mà. Mình mơ thì khi mà con kéo cái băng đen xuống á, làm cho cô rất là xúc động. Có thể đây là một cái màu nào đó mà cô Lịch kiếm được của Tuấn Anh, nhưng mà đối với cô á thì cô nghĩ là toàn bộ những đứa bé mà mơ ước được nhảy múa mà không làm được cái điều đó, có thể họ bị sanh ra và thiếu khuyết một cái gì, hoặc là bé không có đôi mắt mà bịt lại như vậy á, cho người khác có cái cảm giác mạnh mẽ và cố vượt lên để làm cái điều đó. Một trong những tiết mục mà cô nghĩ nếu mà đi thi á, mà ở một cái chương trình của thế giới về những người khiếm khuyết, thì cô nghĩ tiết mục này sẽ vô rất sâu á. Tiết mục này nó bước hẳn qua một cái khác, chứ không phải là về tài năng nữa, nó về cảm xúc á. Khi mà em đưa cái bài nhạc này cho ban tổ chức thì em hoàn toàn cũng không nhắc đến cái câu chuyện của anh Quang Vy Tuấn Anh. Thực ra em đã từng được làm việc với anh Quang Vy Tuấn Anh và em rất là quý anh ấy, và cảm giác như là nó là một cái điểm nhấn trong cuộc sống của em. Ngày hôm nay em quyết định em chọn bài nhạc này và hy vọng là My sẽ làm được tốt, và em cảm ơn anh chị đã cảm nhận được một điều gì đó, cái thông điệp mà em không nói, em chỉ dùng âm nhạc và dùng hình thể của Thảo My thôi để gửi đến mọi người. Thì em rất cảm ơn anh chị. Em hứa là nếu Thảo My vào được vòng sau chắc chắn là sẽ có phần 2 ạ. Chúc mừng cho tay cha, tâm hồn cha cháy lên bùng trong mắt con nhìn.
nửa linh hồn cây vĩ cầm cha hằng dấu yêu. Vì con cha đã hóa cây bàng già nua ngồi siêu vẹo hiên nhà ngóng trông tiếng vĩ cầm su dương. Mùa xuân trôi đi thu sang cuối hạ cây bàng rụng lá mùa đông. Thời gian cứ trôi cha tôi cứ già cây đàn chẳng thấy
che kín người. Ơi đồng bằng ơi, biết bao thân phận nổi trôi. Còn một trái tim mai ơi, như lại miền Tây. Nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi đoan. Bây giờ mẹ sẽ báo cho con một tin này nha. Bác sĩ nói là chân của con không có bị liệt hoàn toàn đâu, mà là do con sợ quá thôi. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ có biết không? Làm sao hả con gái? Con luôn luôn mơ. Sẽ để cho con suy nghĩ. Nhưng con phải nhớ rằng tất cả mọi nỗ lực của con sẽ làm nên kỳ tích. Và mẹ yêu con. Ý. Ý. Ngọc Hà. Ngọc Hà ơi, hôm nay bạn bị làm sao vậy? Không có giống Ngọc Hà vui tươi dễ thương hàng ngày gì hết á. Wow, các bạn là những nhân vật trong chuyện mình yêu thích nè. Gặp được các bạn mình vui lắm. Từ hồi chân mình không còn đi được, không ai muốn chơi với mình hết. Vậy tại sao bạn không thử tự đứng lên, tập đi và tìm lại niềm đam mê của chính mình? Chắc chắn bạn sẽ làm được. Chỉ cần bạn tin vào chính mình, tụi mình sẽ giúp cho bạn khơi lại niềm đam mê ở trong lòng của bạn. Bạn nhìn nè, đây là ngôi sao tượng trưng cho niềm hy vọng. Chỉ cần tìm được người trao cho bạn niềm hy vọng, bạn sẽ tìm lại được niềm tin của mình. Lúc đó bạn sẽ được ca hát, nhảy múa và tìm lại được niềm vui của mình đó. Nhưng người đó là ai? Đó chính là ba vị đang cầm cân nảy mật ở trước mặt bạn nè. Con ơi, ta là bà Tiên Hoa đây. Họ sẽ là những người truyền lửa đam mê cho bạn, bằng cách bạn hãy nhờ họ đặt bàn tay của mình lên bàn tay của bạn. Cô chú ơi, cô chú có thể giúp con được không? Sẵn sàng giúp con. Đây, tự tin lên con nha. Con cảm ơn cô chú. Trời ơi, nó đẹp quá trời. À, ngôi sao sáng rồi. Ngọc Hà, chân của bạn kìa. Ngọc Hà ơi, cẩn thận. Rồi, sáng rồi. Cẩn thận. Mẹ thấy rồi, mẹ biết con gái của mẹ sẽ làm được mà. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy con? Dạ, không có gì. Mẹ biết con gái của mẹ đang rất là lo lắng, nhưng mà con chỉ cần có niềm tin,
còn cả thế giới để cho mẹ lo. Ủa mẹ ơi, mặc đồ này để làm gì vậy mẹ? Mẹ muốn con gái của mẹ xinh đẹp nhất. Mẹ ngôi sao đã sáng hết năm cánh, con đã biết niềm đam mê cuối cùng là ai trao cho con rồi. Con nói cái gì mà mẹ không có hiểu gì hết trơn á. Mẹ chỉ cần biết con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ yêu con. Bây giờ con nhắm mắt lại đi. Một món quà rất là đặc biệt cho con nha. Dạ. Mở mắt lên nè. Giờ này con chưa chịu ngủ nữa. Vào trong ngủ sớm đi để sáng mai con còn phải đi học nữa chứ. Dạ. Ủa, mà sao mẹ lại khóc vậy mẹ? Mẹ. Mẹ đâu có khóc. Mẹ không có khóc. Mẹ lại nhớ cha nữa rồi đúng không? Cô. Năm đó, trong một cái đêm mưa bão thật là lớn, lớn lắm, mẹ mang thai con bất ngờ đã chuyển dạ. Bằng chiếc xuồng này, cha con đã vượt bão để đưa mẹ lên trạm xá. Cho đến khi xuồng gần cập bến thì giông gió lại nổi lên, chiếc xuồng nó chông chênh. Mẹ rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết. Cha con đã không quản ngại hiểm nguy, lao xuống để cứu mẹ. Trong lúc mẹ không còn một chút hơi, cha con đã cố đẩy mẹ vào bờ, thì bất ngờ cơn bão lại nổi lớn lên. Dòng nước lũ đã đưa cha con đi trước mặt mẹ. Cha ơi, dù đã bao năm nhưng mẹ vẫn tin rằng cha con vẫn còn sống. Cha con đang ở đâu đó. Mẹ chắc chắn rồi, một ngày nào đó cha con cũng sẽ về với mẹ con mình. Tớ là từ phố giàu ra luôn trong tình chàng. Năm cánh mơ màng em luôn
chàng. Ôi gan vàng quằn đau ý. Sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương đông, gần hào ơi nửa đêm ai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng đang tìm buông thiết tha, xe u liêu phàng đưa cung đang về chôn bốn xa. Đường dù xa ông bướm xin đó rừng phủ cho tốt nha mình. Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh mình, bên cạnh con. Em biết rồi, em sẽ sống mạnh mẽ để lo cho con. Nhưng mình ơi, lần này mình về, mình ở luôn với mẹ con em nha mình. Con của mình nó lớn quá rồi mình ơi. Mình ơi, nghe lời cha, không có cha bên cạnh, con phải nghe lời mẹ, cố gắng học hành,
sau này trở thành một người tốt nha con. Minh à, Minh ơi, tôi luôn ở bên cạnh hai mẹ con. Đừng bỏ em Minh ơi. Tôi không đi đâu hết. Đừng bỏ mẹ con em. Mãi mãi ở bên cạnh hai mẹ con mình. Minh ơi, mẹ ơi, nãy giờ chỉ có con với mẹ ở đây rồi, chứ đâu có cha ở đây đâu mẹ. Minh ơi, lòng xin chớ phụ phàng. Chàng có hay đêm khi nằm luôn những sầu tây, bao thổ đó đây xin dậy duyên sắc cầm đừng lỡ Mai Anh. Xin được gửi lời cảm ơn đến với sự hỗ trợ của hai nghệ sĩ, đó chính là nghệ sĩ Thanh Tuấn cùng với nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng. Con rất là may mắn khi con có sự hỗ trợ của cô Thanh Hằng cũng như là cô chú Thanh Tuấn nữa trong cái tiết mục này. Bởi vì cô Hằng diễn quá cảm xúc đi, cho nên là đã lôi kéo cảm xúc của khán giả theo cái câu chuyện của con. Còn về phía riêng con á, thì khi con hát cái bài hát này, chú Nghĩa cảm nhận là nó chưa có ra cái màu của Nam Bộ lắm. Con có một cái làn hơi tốt, nhưng mà ở những cái nốt trầm thì con lại hát hơi bị mờ. Cảm ơn con về những cảm xúc mà con đã mang lại cho mọi người trong tiết mục này nha. Có thể là mình mời được một cái người nghệ sĩ giỏi, nhưng mà sẽ làm lu mờ cái người diễn viên thi. Con là một cái viên sỏi bé nhỏ, va vào với nhau mới nghe được tiếng lạch cạch. Trong khi cái giọng của cô Thanh Hằng, từng chữ của chị nó khắc vô nó đã. Nhưng mà nhạc vô, con vô lại, cô chịu. Chúc mừng con, tiết mục của con đã được sự hỗ trợ và nâng cái cánh ước mơ cho con. Tiết mục quá hay, cảm ơn con. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Việt Hương. Mai Anh có một cái giọng hát rất là hợp với dân ca rồi, rất là đẹp, rất là mượt. Cho nên phải cố gắng luyện thanh hơn, mạnh dạn lên để mình có thể đạt được những cái thành tích cao hơn nữa nha con, chúc mừng con.
chính là Phương Tú. Từ ngàn xưa, khi trời đất đảo lộn, dáng dấp còn rung chuyển mơ hồ, lúc đó trên thiên đình có một côn trùng mà người thần tiên cho nó là con sâu xấu xí, đã phá hoại đi những trái đào tiên của Dương Mẫu Nương Nương, nên tổ sư Tiên Ông đã nhốt những con sâu này vào một cái lồng nhỏ, xem như là sự trừng phạt mà người đời sau này gọi là cái kén. Mà thật lạ thay, trời lặng lẽ không rời, dài lời gọi đến muôn phương, niềm khao khát ước vọng niềm thương, mơ được cùng đôi cánh điệp say đắm đuối bên đàn, lượng cánh bay nhẹ nhàng du ngoạn thần thành hồ tiên. Đã bao ngày quần mình trong vũ trụ, nay ta được thoát kiếp trở mình. Hồ Điệp Ba là trời đất hình thành, từ ngàn xưa lưu truyền nhân thế. Oh.
là Phương Nhi. Xin cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Cảm ơn chương trình Thử Tài Siêu Nhí đã chịu đầu tư. Tới giờ phút này tôi còn chưa bao giờ tôi được đeo một cánh bướm đẹp như vậy. Rồi cái bột đó là lông thâm, bông gòn, dán cứ cả đêm chứ. Chứ không phải là dừa. Chắc cũng tấm nụm nhảy mũi dữ lắm, lông nó bay. Rồi con nhỏ đeo hai cái lông chỉ đó cũng phải 3 triệu, 3 triệu hơn. Mà nó gãi một cái là thôi rồi, ông đại ông đền. Cái cặp lông đó mày đẹp quá. Mà mặc cái này ra trời ơi vừa đét luôn. Ồ dễ thương vừa đét luôn. Mà con lai lai cái hậu quản trời, hậu quản nó khó. Mà đẩy ra, rồi bà đẩy xe vô, rồi bà đẩy xe ra lần nữa. Mà tôi lo, tôi sợ bà mệt, bà hiểu không? Vô lấy cây thương lại đây tôi chết rồi. Vừa mới lấy cây thương lại đây tôi chết chứ tôi không còn nói. Chưa đâm tôi cây kiếm nào tôi chết rồi. Đâu cần tôi nói bà vừa mà lấy cây thương ông ơi. Đâu cần tới cái thương, chị mới ló hai còng lông trĩ đó. Ló là cái cánh là nín rồi. Lúc bà lắc cây thương mà bà đẩy ra, rồi bà đẩy vô, bà đẩy ra. Nói gì nữa con ơi, cái tiết mục này nó hay quá mà nó 8.000 thứ có trên trời nữa. Tiết mục này là bà ngoại, bà nội, cô thích luôn. Con nít đứa nào cũng thích hết trơn á. Trời ơi, một ra cái cánh. Nói chung là cái tiết mục của con là tiết mục là xuyên tâm liên đó. Một lượt mà bắn ba thế hệ. Hiểu rồi, không? Trời ơi, con nói gì nữa, xuất sắc rồi. Tiết mục này của con á, thứ nhất là màu sắc. Cái thứ hai là về những gọi là những cái chiêu trò để hấp dẫn khán giả, tạo hình của con, rồi cái cách con hát, cái cách con diễn, mà đặc biệt cái cách con nói lối trong những cái bài bản ca cải lương đó đó, ca hồi quản đó, nó rất là ra luôn. Chứ không phải cái kiểu như mình là tân nhạc rồi bây giờ mình trọ trẻ mình hát mình nói đâu, không có đâu. Rồi chưa kể là vũ đạo của con nữa. Vũ đạo của con từ những cái ban đầu khi mà con uyển chuyển trong cái kén, rồi con nhọng ha, rồi từ từ mình lột xác mình hóa thân thành bướm, rồi khi con cầm cái thương nó vô nữa, con uy nghi, con dũng mãnh, con bay lên trời, cái kiểu như vậy đó. Lúc mà cái chân bên trái của con đá cây thương á, cô Hương để ý dữ lắm nha. Coi có cái thế lên nó đẹp làm sao phải không? Bà cái lên bà đẹp lắm con, bà ơi. Cái gương mặt của con nữa, tại vì khi mình diễn những cái tuồng cổ kiểu cái lương hồ quản như thế này nè, cái gương mặt đặc biệt là đôi mắt phải có cái thần, phải có cái sắc của nó. Nếu mắt, như mà chị được không? Hả? Mắt chị giống như là đi ăn thịt người ta tới nơi luôn rồi. Chị ơi chị dữ quá, còn đây con bướm thôi. Thành ra là tất cả mọi cái đó nó tạo nên cho con một cái tiết mục hấp dẫn, màu sắc. Chúc mừng con. Nhưng mà phải cảm ơn chú Quốc Đại nữa. Bởi vì cái đoạn đầu tiên là chú đọc là dòng chú Đại hỗ trợ vỗ tay cho chú Đại. Cái bài này ý tưởng từ đâu mà em có? Em cũng ngủ nhiều đêm em trăn trở. Em thấy em chưa biến thành bướm được hay sao? Không, thì thật sự là Quốc Đại muốn con sẽ làm một cái tiết mục về hồ quản. Bởi vì bản thân Quốc Đại là rất là mê cả bộ môn cải lương hồ quản. Nên Quốc Đại cảm thấy nếu như mà hợp với con thì Quốc Đại sẽ làm một tiết mục thiệt là xuất sắc dành tặng cho con ở cái Thử Tài Siêu Nhí kỳ này. Và cho tới hôm qua thì khả năng con hoàn thành nó cũng chỉ là trên trung bình được xíu. Nhưng mà hôm nay thì lên sân khấu thì thầy hoàn toàn bất ngờ khi mà con quá thân vậy. Cảm ơn con rất nhiều. Đa tạ, quá đẹp đó mà. Qua là con kén đó chị. Con kén. Con này mới quá bướm. Con kén quá đó. Bướm rồi. Hôm nay là tao quá thành con bướm rồi. Một tràng hổ tê cho Phương Nhi. Đi bộ vô luôn đi con. Đi bộ vô luôn. Đi vô luôn con. Đi bộ vô. Ủa đúng. Đi bộ vô thiệt. Đi kêu đi bộ. Đi bộ đó chứ kêu đi bộ. Đi bộ.